Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn đón đỡ ABK tập, cách tập như thế nào, cách đỡ như thế nào và tác dụng của nó để làm gì. Bây giờ chúng ta bắt đầu xem nhé. Nếu quý vị và các bạn cần hỏi cái gì thì comment bình luận ở phía dưới. Đầu tiên chúng ta vẫn đứng ở V như những cái kỹ thuật khác. Sau đó chúng ta một chân ra sau, chân phải hay chân trái thì cũng được, theo thường lệ thì sẽ ra sau và sẽ giảm cái Amarai. Chân nào ở trên thì tay đấy phủ ngửa, tay còn lại úp giống như cái đòn đấm nghịch. Đó. Cái tay dưới này đang ngửa này sẽ đưa lên trên, và tay trên thì là rút về dưới. Đó. Gọi là âm dương thay đổi vị trí với nhau ấy. Cái tay thì luôn luôn đi theo một cái đường, nó sẽ thay đổi vị trí giống như kiểu đường xoáy. À, nó ngửa để nó à, nó từ đi ngửa như này, nó xoay lên như này. Rồi, nhẹ nhàng nhé. Đó, chúng ta đưa lên rất là nhẹ nhàng. Hay nhẹ nhàng. Một, đỡ. Hai, đấm. Đầu tiên chúng ta tập thành 3 nhịp. Nhịp thứ nhất thủ, nhịp thứ hai đỡ, nhịp thứ ba đấm. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Sau đó quen rồi chúng ta làm thành 2 nhịp. Đó. Như vậy là tôi đã hướng dẫn xong. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích cái tác dụng của nó. Bây giờ đầu tiên tôi sẽ làm nhẹ nhàng và sẽ để anh Hải đấm thẳng vào không đỡ để chúng ta hình dung cái đòn này nó như thế nào. Đấy, bây giờ đấm thẳng vào đây. Đó, vào mũi này. Để thẳng cái tay vào mũi á. Nếu mà chúng ta không đỡ là nó đấm bẹp mũi. À, cho nên chúng ta phải đỡ. À, thì chúng ta sẽ đỡ nhé. Đỡ đầu tiên chúng ta làm nhẹ nhàng nhé. À, đỡ lên. Đó, tiếp tục. Đỡ lên. Đấm, làm lại, nhẹ nhàng nhé. Đó, đó. Bây giờ nó nhanh mạnh hơn một tí. À, nhanh mạnh hơn, nhanh mạnh hơn. À, nhanh mạnh hơn nữa. Rồi, bây giờ là cái chống dao nó vậy, dao lên. Quật ngã xong rồi chúng ta có thể đấm, có thể đá, có thể làm gì đấy chúng ta làm. Đã làm chậm lại, chúng ta nhìn lại nhá. Đó. Đấm này. Xong rồi chúng ta cho cái chân vào đây. Và đây chúng ta tát cốt vào mặt nó. Cốt mạnh vào thì nó sẽ đổ đất. Nhưng mà khi làm thì chúng ta không làm chậm như thế. Mà chúng ta sẽ làm lên cả tay, cả chân lên cùng một nhịp như này thôi. Vào. Nó lên cả ba cái đục cái dao của nó vừa lên cái nó nằm đất rồi, chứ không phải là chúng ta đỡ xong chúng ta mới tiến lên nó chém chết, mà chúng ta phải cái dao của nó vừa lên đó là chúng ta bốc cái mặt nó lên bốc cái mặt nó lên, chứ không phải là chúng ta đứng chúng ta đỡ xong chúng ta mới đánh thì nó chém chết, nó đục mất nằm đất ngay. Dao cắt tiếp cao phải á. Rồi, như vậy là tôi đã hướng dẫn xong cái đòn đỡ cao AVK và tác dụng của nó để làm gì. Quý vị và các bạn, nếu có bất kỳ câu hỏi nào, chúng ta hãy comment bình luận ở phía dưới. Và hãy nhớ đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi nhiều video về nhiều lĩnh vực khác nhau, cũng như để ủng hộ kênh của chúng tôi. Nếu mà quý vị và các bạn cần hỏi hay là chưa hiểu cái gì, hay là tương tác cho vui thì chúng ta cứ bình luận. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào, tạm biệt quý vị và các bạn.